kiện tài xế tố cáo hãng lừa mua xe, sáng 13 tháng 11, xung quanh tòa nhà 18 Tam Trinh quận 2 Bà Trưng thành phố Hà Nội, nơi đặt trụ sở Fastgo đã xuất hiện nhiều xe ô tô với băng rôn tố cáo hãng gọi xe này có hành vi lừa đảo. Các băng rôn đều có chung nội dung phản ánh Fastgo lừa mua xe làm cho tài xế vỡ nợ, nhưng xe này dán băng rôn ở kính sau, liên tục di chuyển và đỗ xe xung quanh tòa nhà, gây mất trật tự đầu tuyến đường Tam Trinh. Theo các tài xế, nguyên nhân của hành động trên bắt đầu từ việc hồi tháng 9 năm 2019 Họ đã tham gia vào chương trình ưu đãi mua hoặc thuê xe nhờ sự hợp tác giữa Fastgo và một hãng sản xuất ô tô. Fastgo khi đó cam kết doanh thu cho tài xế ở mức 25 triệu một tháng, nếu không đạt sẽ hỗ trợ. Tuy vậy, mức thu nhập sau đó đã không đạt được như cam kết khiến cánh lái xe đối mặt với nguy cơ vỡ nợ và cảm thấy bức xúc. Đại diện Fastgo cho biết đã chính thức gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an và làm thủ tục khởi kiện ba tài xế về hành vi treo băng rôn khẩu hiệu đăng tải thông tin không đúng sự thật. Theo đại diện Fastgo hành vi của các tài xế trên đã gây ảnh hưởng trật tự công cộng và có dấu hiệu vu khống xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Chia sẻ thêm, đại diện doanh nghiệp này cho biết, đây là các tài xế cá biệt trong số nhiều đối tác tham gia chương trình mua xe theo thỏa thuận hợp tác với Fastgo. Theo thỏa thuận này, tài xế tham gia sẽ được cam kết doanh thu lên đến 25 triệu đồng một tháng nếu đáp ứng được các điều kiện hoạt động của công ty trước việc bị tố lừa mua xe. Đại diện Fastgo cho biết ba tài xế đã không đáp ứng được các yêu cầu khi tham gia chương trình mua xe ưu đãi. Đại diện Fastgo cho rằng, Do không đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã thống nhất nên theo đúng hợp đồng hợp tác, các tài xế sẽ không được hưởng chính sách theo cam kết. Tuy nhiên với tinh thần hợp tác, Fastgo vẫn xem xét và hỗ trợ một phần doanh thu cho các đối tác tài xế. Vậy nhưng sau khi nhận được đối soát doanh thu, ba tài xế này không đồng ý và dọa biểu tình. Mặc dù công ty đã nhiều lần mời đến làm việc nhưng ba người này không đến, mà có hành vi gây rối bằng cách treo băng rôn phản đối như sự việc phản ánh.